Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Món Ngon Phương Nam. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại tỉnh Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây điều và thương hiệu điều Bình Phước được chọn làm thương hiệu chung cho điều Việt Nam. Và Thùy Linh được biết là hạt điều không chỉ ngon mà còn có rất nhiều những công dụng tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy mà được chế biến ra những món ăn ngon và đặc sắc. Và những món ăn nào ngày hôm nay sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn? Quý vị và các bạn sẽ chờ đợi trong ít phút nữa nhé. Bình Phước là một tỉnh ở phía bắc của vùng Đông Nam Bộ, là vùng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ. Bởi vậy, nơi đây có những cảnh đẹp thiên nhiên nhưng chưa được nhiều người biết đến. Đến với Bình Phước, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh quan độc đáo hoang sơ mà còn được thăm những di tích lịch sử và trải nghiệm, khám phá nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người dân địa phương. Bình Phước cái thứ nhất là cái khí hậu. Cái thứ hai là chất đất, hạt điều Bình Phước bao giờ nó cũng mẩy. Gỏi mà ngó sen thịt bò và trộn hạt điều nữa thì càng ngon. Nói chung nhiều món, mọi người đều thích cả. Bình Phước thì đặc sản như là hạt điều, chế biến rất là nhiều món, rất là ngon. Chẳng hạn đầu tiên vô thì hạt điều rang muối. Cái đó là hạt điều hầm gà cũng được, rồi hầm ngũ quả đó, cho nó có hạt điều. Nhưng mà trái điều cũng làm được, trái điều thì lại kho cá, làm gỏi, cái lá điều cũng được. Lá điều vẫn ăn sống vẫn được, vẫn ăn gọi là lấu sống, muốn bánh tráng ăn cũng được. Nên món điều thì rất là chế biến rất là nhiều món cho người dân rất là ngon. Quý vị nghe những người dân địa phương ở đây ca ngợi về những món ngon được làm từ điều. Thì ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình Món Ngon Phương Nam của chúng tôi cũng rất là muốn tìm hiểu về những món ngon này như thế nào. Và tại sao lại cây điều tại Bình Phước nó lại ngon như vậy. Cũng như là những món ngon được làm từ điều thì có điều gì hấp dẫn và đặc sắc. Thì ngày hôm nay như đã hẹn thì Linh sẽ mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Minh Ngọc là một người con của tỉnh Bình Phước. Chào chị Minh Ngọc. Xin chào Linh. Yeah. Đặc sản hạt điều Bình Phước thì từ lâu được rất là nhiều người ưa chuộng do cái hương vị thơm ngon và cái giá trị dinh dưỡng rất là cao. Thì ngày hôm nay Minh Ngọc sẽ đưa Linh đi tham quan để tìm hiểu thêm về các cái cây điều, về quy trình sản xuất chế biến hạt điều cũng như là các món ăn ngon làm từ điều như thế nào. Mình đi ha. Cũng nhiều trái quá đây ha. Trái quá trời. Dạ. Nó có hai màu, màu vàng với màu đỏ. À giống như mấy cái trái này thì ôi. Chủ yếu là cái cây điều á, giá trị nhất vẫn là hạt điều. Còn cái trái điều thì mình có thể ăn như ăn cái cây. Cái chất đất của cái Bình Phước mình á là 60% diện tích đất là đất đỏ Ba Gian. Nó hợp với cái cây điều này. Cho nên là năng suất rất là cao. Cái cây này đẹp quá ha chị ha, nó tẻ ra rất là nhiều nhánh. Cây thân gỗ mà rất là to, nhiều khi mà đường kính nó lên cao to nhất là phải 60 phân. Thân gỗ cho nên là cái gốc nó cũng rất là to. Cao tới độ cao phải 3 tới 10 mét. Ở đây là người dân địa phương ta đang làm gì đây chị ha? Này là rong cành á, rong cành tỉa để chuẩn bị cho cái mùa thu hoạch mới. Này là mấy cô này là người Sơ Tiên, người dân bản địa ở đây. Qua câu chuyện với chị Minh Ngọc, chúng ta hiểu thêm nhiều về cây điều, loại cây khá đặc biệt, có hạt nằm ở ngoài, nên quả điều còn có tên là đào lộn hột. Trước đây, cây điều là cây giúp người dân Bình Phước thoát nghèo, nhưng giờ thì điều trở thành cây làm giàu của người dân nơi đây. Mùa thu hoạch điều khoảng tháng 2, tháng 3 hàng năm, trái chín trên cây, tự rụng xuống đất, người dân gom lại rồi lấy hạt. Đi dạo trong vườn điều là một trải nghiệm thú vị, đặc biệt vào mùa điều chín. Hương thơm thoang thoảng như muốn níu chân du khách. Và không cần phải đi đâu xa, ngay tại vườn, bạn đã có thể thưởng thức một món ngon làm từ hạt điều, vừa dân dã, nhiên trong trẻo. À chị Ngọc ơi, ở đây như mọi người em thấy đang làm cái gì nè chị? Đây là mọi người là đang làm cái món hạt điều nướng. À,
Em chào mọi người. Chào. Dạ, chào, chào chú. Dạ. Mình đang nướng điều phải không ạ? Đúng dạ. Ngồi đây, ngồi đây. Chị Ngọc ơi, cái điều này là người ta vừa mới thu hoạch là người ta nướng luôn hay sao chị? Đúng rồi, cái hạt điều này á thì mới hái trên cây xuống rồi mình lấy cái hạt dạ. nướng. Thì khi cái món hạt điều nướng này thì nó giữ được cái hương vị đặc trưng của hạt điều rất là ngon. Chú mời hai cô dùng thử cái hạt điều nướng. Dạ rồi, được thử hạt điều nướng không? Mời hai cô. Mình nướng như thế nào? Mình nướng cho nó đen đều bên ngoài là mình biết là bên trong là đã được rồi đó hả chị? Đúng rồi, cái này cũng phải cần một chút kinh nghiệm là vỏ nó vừa đen hết thôi. Nhưng mà nếu mà chín quá, đen quá thì nó lại bên trong thành than. Còn nếu mà nó sống quá thì lại đập ra không có được. Mà nó còn cái nhựa thì mình ăn cũng mất ngon. Chỉ riêng có cái việc nướng điều này thôi thì mình cũng phải rất là lưu ý rồi. Nếu như mà để mà hạt điều quá lâu ở trong lửa thì nó sẽ bị cháy đen hết như thế này nè quý vị ơi. Dạ, con thấy là bây giờ người ta rang hạt điều thì nhiều nhưng mà tại sao mình bây giờ vẫn còn nướng hả chú? Cái món hạt điều nướng này cách rất là dân dã. Trước đây mấy chục năm về trước chú vào lập nghiệp ở đây được cũng ba con ở đây họ cho ăn những cái hạt điều nướng tài rẻ này á. Rất là có cái hương vị đặc trưng. Rồi hàng năm thì chú thì cũng quay lại rẻ để nướng những cái hạt điều để mình nhớ lại những cái thời vào lập nghiệp. Mình nhớ lại ký ức đúng không chú? Đi từ xa là đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Rất là thơm. Mình lấy một cái cây cứng này xong mình đập ra. Đập vừa vừa thôi chứ cũng được mạnh quá. Lấy ra rồi bên trong cái này còn một lớp nóng quá nóng quá. Cái vỏ lụa này thì ăn cũng không có được. Mình bóc ra. Rất là thơm, nó thơm mà nó béo lắm chị ơi. Đây là cái món ăn dân dã của người dân xứ điều này. Chỉ có tới tỉnh Bình Phước thì chúng ta mới thưởng thức được cái điều mà rất là ngon. Cái món này mình ăn khi nóng thì nó mới ngon. Nếu mà nguội thì ăn mất cái vị đi, mất vị thơm. Đúng ngon quá. Sau khi thưởng thức hạt điều nướng, Thùy Linh rất tò mò, không biết để có được những hạt điều thơm ngon thì sẽ trải qua những công đoạn nào. Biết được mong muốn của Thùy Linh, chị Ngọc dẫn đến một cơ sở sản xuất hạt điều. Chú Chuẩn ơi, để mà những hạt điều này đưa đến với lại những thực khách thì chúng ta sẽ lựa chọn điều như thế nào sẽ là ngon ạ? Về cái hạt điều răng mũi nghe qua thì nó đơn giản vậy á, mà để có một cái sản phẩm hạt chất lượng á để đưa đến người tiêu dùng là cả một cái quá trình từ cái khâu tuyển chọn nguyên liệu của người nông dân, những cái hạt thu hoạch như thế nào để mình đưa ra phơi rồi đủ cái tiêu chuẩn để đưa vào phân cỡ, rồi sau đó là đưa vào bóc tách rồi đưa lên máy chẻ lại phân cỡ lại qua rất nhiều công đoạn, rồi rang phải chọn những cái củi chắc như là củi cà phê thì như có được cái sản phẩm chất lượng thơm ngon như vậy. Vậy thì cái khâu nào là quan trọng nhất hả chú? Cái khâu quan trọng nhất là cái khâu thu mua nguyên liệu. Từ cái đầu vào trước. Nguyên liệu đầu vào. Chất lượng thì khi mà ra sản phẩm nó mới ngon. Đúng rồi. Đây cái hạt điều chú đang đứng đây là 100% là hạt điều Bình Phước Việt Nam. Mình là người dân Bình Phước và sống trên vùng điều. Thế như muốn làm cái gì để đem lại một cái có gọi là cái đặc sản cho vùng miền đó. Vừa qua là được cục sở hữu trí tuệ chứng nhận là địa lý. Nghe chú Hoàng Chuẩn, một người đã gắn bó và tâm huyết với cây điều từ khi đến vùng đất này, mới hiểu vì sao thương hiệu điều Bình Phước lại nổi tiếng đến như vậy. Nhìn cái cách tỉ mẩn, cẩn thận nâng niu từng hạt điều ở tất cả các công đoạn chế biến, mới thấy điều Bình Phước ngon không chỉ bởi nơi đây có thổ nhưỡng phù hợp, mà những con người yêu vùng đất và gắn bó với cây điều. Tình yêu ấy đã khiến ông Hoàng Chuẩn đã không ngần ngại bỏ công, bỏ sức để nghiên cứu tìm ra những phương pháp xử lý và chế biến sao cho hạt điều luôn giữ được chất lượng tốt nhất. Nâng tầm của hạt điều, trong đó có món hạt điều rang muối nổi tiếng. Thưởng thức những món ăn ngon từ thủ phủ hạt điều, đó cũng là kế hoạch đón khách phương xa của những người làm du lịch nơi đây. Trong cái chiến lược phát triển du lịch của Bình Phước thì trong đó có hạt điều. Các bạn đến Bình Phước, các bạn có thể là tham quan vườn điều, rồi các bạn có thể là trải nghiệm trên vườn điều, hái điều, các bạn có thể thưởng thức các món ăn từ điều, chẳng hạn như là hạt điều rang muối, các món như là xôi điều, các món ăn gà nấu điều. Quý vị, từ nguyên liệu là hạt điều, người dân tại thủ phủ điều đã kết hợp với những sản vật ở địa phương để sáng tạo ra những món ngon, lạ và độc đáo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những món ngon này quý vị nhé. Và mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Quỳnh Anh là chủ của nhà hàng Thuận Hải. Xin chào chị Quỳnh Anh ạ. Xin chào Thùy Linh.
Dạ. Chị Quỳnh Anh ơi, không biết là ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu món nào đến cho quý vị khán giả đây ạ? Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả hai món ăn ngon về hạt điều. Một là món gỏi tôm thịt hạt điều ngũ sắc. Hai là món gà xào hạt điều, nấm đông cô rất là ngon. Dạ. Mình thực hiện món gỏi trước nha. Rồi. Với món gỏi này thì mình cần có những cái nguyên vật liệu như thế nào hả chị Quỳnh Anh? Chúng ta sẽ cần thứ nhất là món thịt thăn, tôm thẻ, củ hủ dừa, cà rốt, dưa leo, ớt chuông Đà Lạt, hành tây và hành tím. Nguyên liệu chính là để cho cái món gỏi này hấp dẫn hơn, đó là hạt điều. Rồi còn kèm thêm những cái gia vị nè, rau nêm, húng quế và rau răm. Rồi, bước đầu tiên thì chắc là chị sẽ... chúng ta sẽ thái thịt ra. Dạ. Chọn cái thịt nạc, thăn thật là ngon và thật là chắc. Với cái món gỏi mà kết hợp với lại hạt điều như thế này là tự mình nghĩ ra hay là như thế nào hả chị? Món gỏi này thì tự mình nghĩ ra thôi. Và nó cũng nằm trong cái thực đơn của nhà hàng á. Nước gỏi mà để cho nó đặc, nó sánh ngon như vậy thì chúng ta sẽ giã tỏi và ớt thật là nhuyễn. Xong rồi vắt chanh, cho một ít đường, nước mắm. Chúng ta không có sử dụng bột ngọt ở trong cái món gỏi. Dạ. Cho nước trộn gỏi vào phần thịt, cho thịt nó thấm đều. Xong bắt đầu mình sẽ cho tôm vào. Cho các cái nguyên liệu phụ vào đây. Dạ. Khi mà trộn gỏi thì những cái nguyên vật liệu này nó phải còn rất là giòn. Đúng chị? Rồi, để cho giữ được cái độ giòn của các cái thực phẩm này thì chúng ta sẽ chọn thực phẩm thật là tươi ngon. Ngâm nước giấm đường, không bỏ muối và cho một tí xíu nước đá vào. Đó cũng chính là cái mà cũng có thể gọi là một cái bí quyết để giúp cho cái món gỏi của chúng ta ngon hơn. Chúng ta sẽ trộn cho đều, cho gỏi tất cả các cái nguyên liệu thực phẩm này thấm đều. Thì cái phần hạt điều chúng ta sẽ bỏ sau cùng để cho hạt điều không bị mềm. Đó, thì Linh có thấy hấp dẫn không? Dạ, rất là ngon và nhiều màu sắc ha. Dạ. Rồi, chúng ta đã trộn tất cả các nguyên liệu đã thấm xong, tất cả các phần gia vị đã xong. Thì đến phần hạt điều. Bây giờ mới tới cái phần cho hạt điều đúng vào. Rồi, đúng rồi. Thay vì với những cái món gỏi này á, thì mình lúc trước thì mình sẽ sử dụng là đậu phộng. Đúng. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cho hạt điều vào. Đúng rồi. Đậu phộng cũng béo, cũng thơm. Nhưng rất là khác biệt với hạt điều. Hạt điều thì thơm hơn, béo hơn, có vị ngọt nhiều hơn. Và chúng ta ăn hạt điều thì sẽ có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Dạ, và còn một cái điều quan trọng nữa là cái hình ảnh hạt điều này là một cái hình ảnh mà có thể là giống như là một cái gì đó tượng trưng cho tỉnh Bình Phước, đúng không rồi. ạ? Hạt điều là tượng trưng cho quê hương Bình Phước. Dạ. Bởi vì Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ của cây điều. Dạ. Nhưng mà trước khi mà mình cho vào trong cái phần gỏi này thì mình có đập nhuyễn ra không chị? Trước khi mình cho vào hột điều, hột điều vào gỏi thì chúng ta sẽ rang chín, bóc hết vỏ lụa rồi chúng ta cho vào. Dạ. Cho sâu cùng để cái phần hạt điều không bị mềm. Thì hạt điều rất là dễ thấm. Dạ. Và tiếp nữa đó là thay vì là chúng ta sử dụng đậu phộng thì hạt điều này chúng ta giã nhỏ để bỏ lên trên mặt. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ cho hạt điều vào thì lên nhá. Dạ. Đó. Wow. Rồi bây giờ chúng ta trộn cho điều lên. Đã xong rồi thì chúng ta sẽ ra dĩa ha. Đến phần trang trí ha chị ha. Đúng là món gỏi của xứ điều. Chị Quỳnh Anh đã thay đổi nguyên liệu từ đậu phộng quen thuộc sang hạt điều rang. Thế nhưng qua cách chị Quỳnh Anh làm mới thấy đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi nguyên liệu mà sẽ tạo cho món gỏi mang hương vị mới, độc đáo, mang đặc trưng của quê hương Bình Phước. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình Món Ngon Phương Nam dành khá nhiều thời lượng để giới thiệu đến quý vị hai món ăn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã theo dõi món khai vị, đó là gỏi ngũ sắc, hạt điều. Và tiếp theo nữa sẽ là món gà xào hạt điều, nấm đông cô. Rồi, chị Quỳnh Anh ơi, với món này thì chị có thể giới thiệu nguyên vật liệu đi ạ? Đầu tiên sẽ chọn gà. Ở đây là gà ta thả vườn. Rất là ngon, thịt rất là dai và rất ngọt. Dạ. Rồi đến thứ hai là nấm đông cô, đậu Hà Lan, bắp non và ớt chuông Đà Lạt, hành tây, hành lá và cần tàu. Và chắc chắn là không thể thiếu hạt điều rồi. Đúng rồi, hạt điều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chặt gà ra. Dạ. Và cho gà vào để chúng ta ướp. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít tỏi, một ít hành. Là một đầu bếp và người con của Bình Phước, chị Quỳnh Anh đã sáng tạo ra rất nhiều món ăn kết hợp với hạt
điều để không chỉ tạo nên một thực đơn hấp dẫn cho nhà hàng mà còn là cách riêng để chị thể hiện tình yêu của mình với vùng đất này. Gà xào hạt điều nấm Đông Cô, một món ăn còn rất mới lạ. Và nhìn chị Quỳnh Anh chế biến mới thấy hết sự tinh tế của món ăn này, bởi nó đòi hỏi hạt điều xào vừa đủ độ mềm nhưng lại phải thấm gia vị và giữ được vị ngọt, béo bùi. Chúng ta cho cần tàu và hành lá vào đảo đều vừa xanh. Đó, thế là xong rồi. Chà, nhìn món ăn rất là hấp dẫn và nhiều màu sắc quá. Không biết với món gà xào này thì mình sẽ dùng với lại gì thì ngon nhất hả chị? Với cái món gà xào này chúng ta có thể là ăn cùng với bánh mì, bánh đa hoặc là xôi hạt điều. Thì đây có xôi hạt điều, mời Thùy Linh và quý khán giả thưởng thức luôn ạ. Đây, xôi hạt điều tuyệt vời. Một món ăn hấp dẫn quá. Rồi, bây giờ thì Thùy Linh xin phép là sẽ dùng thử nha. Đây là một miếng gà nè. Rồi, hạt điều nè. Rồi, tiếp theo là một ít xôi nữa. Rồi. Linh cảm thấy thế nào? Có một cái hương vị rất là khác biệt. Phần thịt gà thì đây là gà thả vườn nên rất là dai và ngọt thịt. Tiếp theo nữa là về cái phần hạt điều. Cái hạt điều mà chúng ta xào chung với gà thì nó rất mềm và rất bùi và béo nữa. Đúng là một hương vị rất là khác lạ. Xin mời chị Linh thưởng thức món gỏi của Bình Phước. Dạ, gỏi tôm thịt hạt điều. Rồi, bây giờ sẽ là một tí nước mắm có đúng kèm rồi. Với lại hạt điều đã băm nhuyễn ra. Đúng rồi. Đúng là nó có một cái hương vị rất là riêng. Thùy Linh có thể chia sẻ với quý vị là về cái hương vị của các món gỏi thì đương nhiên là khỏi phải bàn rồi. Nó rất là quen thuộc và gỏi ngày hôm nay thì rất là đậm đà và vừa miệng. Hạt điều nó vừa béo, nó ngọt và nó bùi. Khi mà nó kết hợp lại với lại cái món gỏi này thì nó sẽ làm tăng thêm cái hương vị cho cái món gỏi này thôi. Rất là tuyệt vời chị ạ. Rất là ngon. Dạ. Hai món ăn rất tuyệt vời. Cảm ơn chị Quỳnh Anh rất là nhiều ngày hôm nay ạ. Hạt điều tưởng chừng chỉ là một loại nguyên liệu phụ gia giảm vào món ăn cho thêm hương vị. Thế nhưng nhiều món ăn kết hợp với hạt điều ngon không cưỡng nổi. Để du khách từ phương xa, thậm chí là người ở nước ngoài cũng phải tìm và thưởng thức các món ăn từ điều khi đến Bình Phước. Cái món ăn của xôi điều này tôi thấy thơm ngon với tôi. Cái hương vị của cái điều của Bình Phước, nhất là của cái Lộc Ninh này á, rất là ngon mà chúng tôi cũng thường mua về để tôi ăn.